Xin chào, tôi là Thái Văn Linh. Khi Linh lớn lên bên Mỹ, điều quan trọng nhất mà Linh học được là độc lập. Và mình có thể tự làm được tất cả những gì mình muốn làm. Nhưng giờ Linh thấy là mình làm việc chung với người ta, mình cho người ta giúp mình là một cách để cho mình có cuộc sống vui vẻ, hoàn hảo và hiệu quả hơn. Tất cả mọi người đều có 24 giờ trong một ngày. Và cái cách bạn sử dụng 24 giờ đó là dựa trên cái mục tiêu của bạn trong cuộc sống của bạn. Thì với Linh, mục tiêu của Linh là tìm sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Và Linh phải thử nghiệm nhiều thứ để mình có thể tìm cách cân bằng giữa cả hai. Và Linh tìm được một cách rất là sáng tạo, đó là cái LG Styler. Với các bộ trang phục của Linh, có nhiều loại vải và có lúc những vải cũng rất là phức tạp. Thì Linh không có thời gian để đưa ra ngoài đi giặt khô. Với LG Styler rất là giúp ích, bởi vì LG Styler có thể giải quyết làm phẳng tất cả những cái loại vải Linh có. Gia đình của Linh có hai bé nhỏ, và nhất là bé nhỏ vừa mới sinh thì bé bất cứ gì cũng thích để vô miệng. Thì một trong những chức năng của LG Styler mà Linh rất thích là chức năng để diệt khuẩn. Linh có thể để gấu bông hoặc là gói vào tủ LG Styler, và trong một thời gian rất tiết kiệm có thể làm sạch hết và diệt khuẩn cho tất cả những sản phẩm. Có lúc Linh đi họp hoặc là đi sự kiện và gặp rất nhiều người, những cái mùi của sự kiện đó sẽ bâm vào quần áo của Linh. Ví dụ là mình đi ăn barbecue, đi nướng bò thì cái mùi nó sẽ vô áo. Thì đi về thì quần áo của Linh sẽ toàn bộ sẽ có những cái mùi từ những cái sự kiện đó. Thì Linh có thể dùng máy LG Styler để có thể loại bỏ những cái mùi khó chịu mà dính vào quần áo của Linh. Một người phụ nữ thành công sẽ có nhiều ý nghĩa. Với Linh còn trẻ, định nghĩa từ thành công sẽ khác hơn là Linh ngay lúc này. Và Linh ngay lúc này thì vừa có sự nghiệp mà mình cảm thấy rất là quan trọng, và cũng có hai đứa bé mà mình rất là thương yêu. Với Linh, sự thành công ngay lúc này là sự cân bằng giữa cuộc sống, gia đình và công việc. Bạn chỉ cần biết mình muốn gì và đặt một cái mục tiêu thì bạn có thể sáng tạo để tự tìm cái phương pháp để mình đạt được mục tiêu đó và tìm được cân bằng trong cuộc sống.